Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, bị can Ninh Thị Vân Anh hay còn gọi là Tina Dương rất hợp tác điều tra. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, cô gái này còn thu được khoảng 68 triệu đồng thông qua việc livestream bán hàng và đã nộp toàn bộ số tiền trên cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả. Công an tỉnh Bình Thuận cũng đang mở rộng điều tra nhiều đơn tố giác Tina Dương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, nữ bị can thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi thuê ô tô rồi chiếm đoạt đem bán. Trước đó, trưa 13 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận BC02 đã ban hành các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Thông tin về đám cưới tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, Vân Anh cho biết chi phí tổ chức đám cưới khoảng 1,5 tỷ đồng, bao gồm nhiều khoản phí như hoa tươi, thuê nhà, thuê xe, thuê người đóng giả người nhà gái.